Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cùng ngắm nhan sắc điểm 10 gái một con của cô bán quạt ở ngoài đời thực. Bộ phim Phố Trong Làng là bộ phim tâm lý xoay quanh câu chuyện về những chiến sĩ công an chính quy được phân công về xã công tác. Tại đây, anh được gần gũi, sát sao với nhân dân hơn. Bên cạnh những trải nghiệm phải giải quyết những việc không đâu vào đâu ở miền quê, thì các anh công an còn nảy sinh những mối tình cảm với các cô nàng tân xuân xinh đẹp. Bộ phim Phố Trong Làng, Minh Thu vào vai Hải, cô chủ tiệm bán quạt xinh đẹp, đã đánh cắp trái tim của anh Đông công an ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Cặp đôi oan gia đã có nhiều màn chạm trán thú vị và trở thành tâm điểm chú ý của bộ phim Phố Trong Làng, dù phim mới chỉ phát sóng được vài tập. Minh Thu, sinh năm 1996, từng tốt nghiệp khoa sân khấu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cùng lớp với cô nàng này, có nhiều diễn viên đang là những gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt như Quang Trọng, Lương Thanh, Việt Hoa. Ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường, với ngoại hình xinh đẹp cùng lối diễn xuất chân thật, tự nhiên, cô nàng đã bắt đầu bén duyên với những phim truyền hình khi tham gia một số dự án phim của VFC sản xuất. Điển hình là Chung Cư Loạn Truyện của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Năm 2018, Minh Thu tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nghỉ ngơi một năm để chăm chút vóc dáng cũng như trau dồi kỹ năng diễn xuất để quyết tâm theo đuổi nghề. Đến năm 2019, nữ diễn viên sinh năm 1996 đầu quân cho Nhà hát Kịch Việt Nam. Chỉ sau 7 tháng hoạt động tại nhà hát, bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, Minh Thu đã xuất sắc giành huy chương vàng với vai Hồng Hoa, vở diễn yêu trong liên hoan phim nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Cũng trong khoảng thời gian này, Minh Thu cũng tham gia thêm một số dự án phim truyền hình được đông đảo khán giả yêu mến. Dù chỉ là một số vai nhỏ, nhưng người xem cũng ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân cùng lối diễn xuất đã qua đào tạo bài bản. Một số tác phẩm Minh Thu từng góp mặt phải kể đến như Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Sitcom Góc Phố Muôn Màu hay vai bà Sa Thời Trẻ trong Bom Tấn Hương Vị Tình Thân. Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Minh Thu dù chỉ mới thôi nhưng đã có nhiều bước khởi sắc. Có rất nhiều khán giả thắc mắc về chuyện gia đình và tình duyên của nữ diễn viên này. Theo như tìm hiểu được biết, nữ diễn viên không ngại chia sẻ rằng năm 2018, Minh Thu kết hôn với bạn trai. Thế nhưng, sau đó họ cảm thấy có nhiều quan điểm không tương đồng và đã đường ai nấy đi. Hiện tại, Minh Thu đang là mẹ đơn thân, nuôi cậu ấm gần 3 tuổi, có biệt danh thân mật ở nhà gọi là Voi. Là mẹ của một bé trai 3 tuổi, Minh Thu vẫn giữ được bóc dáng thon gọn, cô theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm và năng động. Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên còn kinh doanh thời trang online để kiếm thêm thu nhập. Minh Thu đã từng chia sẻ, hiện tại Minh Thu và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con cái, không để con thiếu thốn tình cảm hay ảnh hưởng bởi chuyện của người lớn. Cho đến thời điểm hiện tại, Minh Thu cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, tập trung phát triển sự nghiệp, hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho con cái và gia đình hơn. Với ngoại hình vô cùng xinh đẹp, cùng lối diễn xuất sắc không phải dạng vừa, Minh Thu sẽ trở thành mỹ nhân mới, triển vọng của màn ảnh tỏa sáng trong thời gian tới. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay, hãy đăng kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.